thường xuyên tắm khuya dễ gặp tử thần. Mình luôn khuyên các bạn đó là không nên tắm khuya sau 22 giờ vì đây là cái khoảng thời gian mà nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày. Tắm khuya như vậy sẽ đột ngột là mất cân bằng nhiệt độ cơ thể so với nhiệt độ môi trường, làm cho cái mạch máu của mình dễ bị co lại, làm cho máu huyết khó có thể lưu thông. Rất là nhiều người đã bị đột quỵ cũng như là tử vong vì tắm khuya. Có rất là nhiều bạn đã hỏi mình rằng là bây giờ không tắm nước lạnh mà tắm nước nóng thì có được tắm khuya hay không? Câu trả lời sẽ là không. Tại vì vấn đề không nằm ở chỗ là nước bạn tắm lạnh hay là nóng, mà nó liên quan đến nhiệt độ môi trường, nó liên quan đến cái mạch máu của bạn bị co lại. Nếu như bạn tắm khuya mà bạn tắm nước lạnh thì ngay tại cái thời điểm mà bạn tắm, cái mạch máu nó sẽ bị co lại, làm cho cái quá trình lưu thông máu trong cơ thể nó sẽ gặp cản trở cũng như là bị tắc nghẽn. Nếu như nước bạn tắm là nước nóng á, thì ngay tại cái thời điểm bạn tắm, cái mạch máu nó sẽ bị giãn ra. Khi bạn vừa bước ra khỏi nhà tắm gặp nhiệt độ môi trường thấp thì nó sẽ bị co lại ngay lập tức. Điều này cũng nguy hiểm y chang giống như là bạn tắm nước lạnh vậy đó, rất dễ bị đột quỵ. Nếu như bạn thường xuyên có cái thói quen đó là tắm khuya thì có thể là hậu quả sẽ không đến ngay, nhưng chắc chắn lâu dần cái cơ thể của bạn sẽ bị nhiễm lạnh, điều đó làm cho cái hệ miễn dịch của bạn sẽ bị suy giảm và chắc chắn tỷ lệ bị đột quỵ của bạn sẽ cực kỳ cao. Nếu như bạn thấy những điều này thật là bổ ích và bạn cũng cảm thấy rằng là người thân của mình cũng cùng được nghe thì hãy cùng mình chia sẻ nhé. Minh cùng gia đình bạn chăm sóc sức khỏe chủ động.